Chúng ta sẽ có một cái hình và chúng ta đoán, ví dụ cái nhà bạn đoán nhà này cao khoảng tầm 3 mét này ạ. Bạn đoán nhà này cao 3 mét thì bạn sẽ vẽ cho mình là một cái rectangle hoặc là một khối box có kích thước là 3 mét. Mét 7, 200 mấy, thì đây chiều này chính là chiều 3 mét này. Và chiều này thì không quan trọng đúng không? Sau đó bạn cầm cái đối tượng này, bạn sẽ keo. Bạn sẽ keo nó tương đối thôi nha. Bạn lấy một cạnh làm được 3 mét thôi. Nhà này đang keo hơi to hơn rồi đấy. Mình sẽ dùng chức năng keo á để mình biến đổi cái hình này một chút xíu thôi. Thì nó sẽ ra cái dạng, mình hiểu nôm na là gần gần đưa dạng này vào phẳng lấy cái tỷ lệ thôi. Sau này nếu chúng ta học Photoshop rồi thì mình sẽ có cách mình chỉ cho bạn sau. Những phần này chúng ta chưa học đến thì tạm thời chúng ta, các bạn có thể scale hơi sơ sơ như này. Hoặc không, bạn vẽ lên cho mình một chi tiết thôi. Khi mà được chi tiết như này rồi thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Chúng ta phải vẽ cái đối tượng đầu tiên trước. Ví dụ đối tượng đầu tiên sẽ là cái hình này. Sau đó mình cật vật đối tượng này sang SBline. Mình chọn các độ số 1. Mình cầm mình kéo đối tượng này lên. Tiếp theo mình sẽ vẽ đối tượng thứ hai bằng cấp độ số 3. Mình giữ shift, mình copy kéo xuống. Sau đó vào cấp độ số 1, kéo nó lên. Hôm nay mình đã được đối tượng đầu tiên rồi. Tương tự như thế mình sẽ giữ cấp độ vào cấp độ số 3. Mình sẽ giữ shift, kéo copy sang. Cứ như thế thì bạn sẽ vẽ được các cái vách này. Ở đây sẽ có hai đối tượng rồi đúng không ạ? Tiếp theo còn cái đường ở giữa này ấy, thì chúng ta sẽ vẽ lấy trung điểm của đối tượng này thôi. Ăn quy đi nhá. Cái đường ở giữa này, bạn vẽ cho mình một đường line S. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một đường line nữa lấy trung điểm của đối tượng. Và chúng ta giữ shift để nó song song. Bỏ phím S đi. Mình sẽ copy đường dưới này xuống bên dưới làm cái nền chân tường. Ví dụ nền chân tường ở đây. Ok. Và ví dụ mình sẽ lấy đây là sẽ là cái phào tường, phào trần. Ok. Ở đây bắt đầu mình sử dụng lệnh script mình cho chạy đối tượng này. Mình sẽ chọn lấy một mẫu phào. Phào đơn giản thôi. Ví dụ phào tường mình sẽ cho nó chạy theo cái phào dạng như này đi. Và mình thấy hơi to mình sẽ cho nó nhỏ xuống. Đây là 50 đang hơi to thì cho sẽ bằng 10 thôi. Bằng 1/5 đó. Bằng 10 ok không? Bằng 10 ví dụ mình đồng ý như thế. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái chỉ nâng tường. Chỉ nâng tường mình sẽ lấy cái chỉ này. Xong rồi nha. Xong một lệnh rồi đấy. Chọn tiếp thì lên đối tượng thứ hai. Mình sẽ cho chạy với cái chỉ này. Ví dụ như phào này đang là 70, mình cho khoảng là 50 thôi. Cũng ok, 50 xong đó mình sẽ dịch. Có thể dịch lên trên chẳng hạn. Giữa nhá. Ok. Tiếp theo mình cái phào bên dưới này, mình sẽ muốn nó chạy theo hình ở bên cuối cùng. Ok đã, cho nó to lên tí nữa, 15 hay nhỏ cho nên 20 chẳng hạn. Enter. Được chưa? Bạn muốn bắt ở giữa cũng được. Align. Đây nó bắt ở dưới đúng không? Mình bắt ở giữa. Đồng ý. Tiếp theo phần bên trên mình sẽ lấy cái phào trần bên trên. Rồi ví dụ nó chạy theo hình thức này đi. Nên quen cần sự cân sở. Chọn đối tượng này cho nó chạy hình thức này. Có thể bắt nó lên trên nữa. Script parameter để align nhìn cho nó rõ. Đối tượng đang bắt ở dưới. Mình sẽ bắt nó lên trên. Mà hình như đối tượng này đang bị lật đấy. Như này là ok rồi đấy. Đây là chúng ta sẽ đã được một đối tượng liên quan đến. Ở đây chúng ta nếu muốn cần thì mình sẽ align tất cả các đối tượng bằng nhau. Align này. Chọn vào đây này.
thì chúng ta sẽ bằng min min với trục y thôi. Cancel. Sao lại như thế nhỉ? Chọn A này này, đối tượng này. Trục y. Min min. Happily, ok. Vậy là mình có các đối tượng thẳng nhau là đối tượng này nữa. Mình đang lăn tăn nhá, thử tại sao nó lại bị như thế. Min min chụp y. Rồi. Nên chúng ta đối tượng này được về một mặt phẳng rồi đấy. Và chúng ta như cái thế như thế này chúng ta có một công trình thôi. Ở phía sau chúng ta sẽ có một cái tường đúng không ạ? Chúng ta sẽ lên mặt LZ chúng ta vẽ một cái tường. Vẽ luôn một khối bóc đi. Tường nó cao hơn nữa. Bạn có thể cần thì bạn bắt điểm nhá. Mình bắt điểm ở đây là bắt điểm 3D luôn. Chiều sâu cho nó TZ này, 3 này. Bạn cần thì bạn tăng cái chiều dài của đối tượng này lên. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái vách. Theo như mình mong muốn đấy. Được chưa ạ?